Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và ngày hôm nay thì Hải Yến đang ngồi cạnh ba người phụ nữ xinh đẹp cộng với cả hai cậu nhóc rất là dễ thương đến tham gia với chương trình Gia đình vui vẻ. Và cái điều đặc biệt của ngày hôm nay đó chính là sự xuất hiện của một nhân vật, và không biết là bạn ấy sẽ mang đến gì cho chương trình của chúng ta. Xin chào ạ. Xin chào quý vị. Bạn có thể giới thiệu về bạn cho quý vị khán giả được biết không ạ? Xin chào tất cả quý vị, em tên là Tường Vi, hiện đang làm chuyên về lĩnh vực handmade và DIY. Chuyên về lĩnh vực handmade. Thì không biết là cái công việc mà handmade hiện tại bây giờ Tường Vi hay làm được chính là? Đây chính là đổ tượng và tô tượng. Đổ tượng và tô tượng. Cho cô hỏi con trai này, bây giờ con trai có thể giới thiệu với cả quý vị khán giả trước là con tên là gì nè? Con tên Minh Quân. Con tên là Minh Quân đúng không? Rồi con tên là gì nhỉ? Con tên là Minh Đức, 8 tuổi. Minh Đức 8 tuổi, Minh Quân. Còn hai người phụ nữ xinh đẹp đi cùng hai con ở đây ạ. Các chị có thể giới thiệu với mình không ạ? Dạ, xin chào Yến, mình là Ngân Hà. Là gì Ngân của Hà? Minh Đức ạ? Là gì của Minh Đức? Dạ. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Hà, mình là mẹ của hai bé. Cho Yến hỏi mẹ Ngọc Hà và dì Ngân Hà là ở nhà thì các bé có thích tô màu hay là tô tượng không ạ? Dạ có ạ. Có. Rất là thích. Dạ. Tại vì dì cũng có bộ màu vẽ. Bộ màu vẽ. Các dì với cháu ở nhà thì hay đem ra để vẽ. Tập cho hai cháu nó pha màu vẽ. Tập cho hai cháu để pha màu vẽ. Còn mẹ Ngọc Hà thì sao ạ? Dạ thì ở nhà lâu lâu mình cũng có hướng dẫn cái mắt vẽ, cái bé người vẽ này, nhất là anh hai thích nhất là nặng đất sét. Nặng đất sét thì Hiền thấy rằng là vẽ hiện tại bây giờ ấy, thì chúng ta có rất là nhiều những cái dạng vẽ khác nhau này, vẽ trên tranh này, vẽ trên tượng này. Tường Vi ơi, không biết là ngày hôm nay cô Tường Vi mang đến cho chương trình trải nghiệm thú vị gì cho các bé đấy ạ? Hôm nay em sẽ mang đến cho gia đình mình một cái thử thách, đó chính là đổ tượng thạch cao. Thì ở đây em đã có sẵn khuôn silicon rồi. Mọi người chỉ cần quậy thạch cao và đổ vô và tháo ra để tô màu. Không biết là gì mà mẹ thì cảm thấy như thế nào nếu như ngày hôm nay là mình sẽ có những cái trải nghiệm thực sự rất là thú vị với các con. Lần nay mình mới biết được là những cái khuôn này có thể làm ra được những cái tượng thạch cao, cho mình cũng rất là háo hức và mong chờ. Vâng, và với cái sự háo hức này thì em thấy rằng là hiện tại bên kia thì là bé Minh Đức thì đang ngồi với cả dì của mình. Còn bên này thì Minh Quân thì đang ngồi với mẹ. Và chúng ta sẽ tạm tách nhau ra thành hai đội nha, để có thể cùng nhau thi một cuộc thi rất là nhỏ nhỏ, đấy chính là đúc tượng thạch cao và trang trí bức tượng của mình. Và chắc chắn sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ và hướng dẫn của cô Tường Vi. Và Hiến sẽ xin phép ra ngoài một chút xíu, sau đó sẽ quay lại với quý vị ngay. Để đổ ra một cái tượng thì chúng ta sẽ cần có một cái khuôn silicon như thế này. Tiếp theo là thạch cao. Thì đối với thạch cao đó, mọi người có thể mua ở trên những cái sàn thương mại điện tử. Thì bây giờ có thạch cao, chúng ta sẽ múc ra. Khuôn nhỏ thì mình sẽ múc ít, còn khuôn mà lớn thì mình sẽ múc nhiều. Cái thạch cao này á, tùy theo cái tỷ lệ nước mọi người pha. Nếu mọi người pha nước ít thì nó sẽ đặc và nhanh khô. Còn mà pha nước nhiều nó sẽ lãng và lâu khô. Mình pha tỷ lệ là 1 thạch cao với lại 0,75 nước. Mình khuấy lên. Ví dụ như mà mình pha mà thạch cao nó bị loãng thì có thể múc thêm một để bỏ vào nha. Cái đó nó hơi đặc, con có thể pha thêm nước. Biết rồi. Cô ơi, như vậy được chưa cô? Em thấy là tỷ lệ nước với bột khá là ok. Bây giờ chúng ta chỉ cần đánh nó tan ra hết rồi. Chúng ta đánh tan, con đánh đi con, con đánh đi. Rồi sau khi tan rồi chúng ta có thể đổ vô khuôn. Và sau khi đổ khuôn rồi á, mọi người có thể giọng nhẹ nó xuống để cho nó cái bọt khí ở dưới đấy á, nó bể ra. Để khi mà xong á, tượng mình nó sẽ không có bị lủng. Con có thể bóp, tại nó là chén silicon đó, con có thể bóp nó dọc xuống cho nó thuận cái miệng đổ vô khuôn. Rồi, sau khi mà cái thạch cao này đã khô rồi thì mọi người tới cái bước là lột khuôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nới những cái khung xung quanh nhẹ nhàng cho tách ra trước, và chúng ta mới lận nó lên nha. Đầu tiên là tách khung xung quanh nó trước, những cái đường viền xung quanh nó trước. Dạ rồi. Rồi tách xong thì mình sẽ lận nó lên, lấy cái tượng ra. Đây là kỹ, đây là kỹ. Rồi mọi người tương tự như vậy thì lấy hết khung nha.
sau khi mà mọi người lấy tượng ra khỏi khung thì chọn hai mẫu đẹp nhất, sau mình sẽ tiến hành tô tượng. Con chọn món này nha. Ừ, miễn là cái đó đẹp và dễ tô là được. Cô, con chọn món này nha. Chúng ta ngày hôm nay chắc chắn là quý vị khán giả cũng sẽ rất là mong muốn để xem là kết quả và thành phẩm của hai đội chúng ta ngày hôm nay như thế nào ạ. Cho cô xem nào. Ê, con đây là con là gì á? Con gì con? À, con hà mã. À rồi, nếu mà nhìn kỹ vô nha quý vị, nhìn kỹ nha, thì mình sẽ thấy ở đây có một cái mắt này, nhưng mà bạn ấy tô thiếu mắt con bên này. Cô hỏi tại sao là con tô con hà mã có một cái mắt nhỉ? Còn cái mắt còn lại đâu? Cô quên tô mắt còn lại rồi. Vậy là cho cô hỏi, con đã nhìn thấy con hà mã thật ở ngoài đời chưa? Con chưa nhìn thấy đúng không? Đây là trong trí tưởng tượng của mình cũng được. Con hà mã của con để có hình màu xanh này. Rồi con của mẹ Ngọc Hà thì sao ạ? À, hình như đây là một chú gấu đúng không mẹ? Dạ, đúng rồi. Đây là một chú gấu. Và cho Hải Yến xem với ạ. Mẹ ơi, sao chú gấu của mẹ tự dưng mũi nở hoa ta? Tại vì trong lúc mà mình tô màu á, cỏ nó hơi to, nó lỡ quẹt vô rồi thôi. Mình lỡ rồi mình cho cái lỗ mũi nó vậy. À, tức là khi mà mình lỡ rồi thì mình sáng tạo nó luôn đi quý vị ạ. Sáng tạo thì là một cái điều không giới hạn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra hai cái sản phẩm của bên đội bên này. Cho Hải Yến mượn đồ vật của Minh Đức nào. Cho cô xem con nào. Rồi, để cô Hải Yến đoán nha. Tròn tròn như thế này thì cô nghĩ đây có thể là hai trái nho hoặc là hai trái cherry. Hai trái cherry. Đúng rồi, hai trái cherry. Đức ơi, cho cô hỏi là con cảm thấy trong cái khâu mà mình làm những cái tượng thạch cao và tô màu cho nó thì cái công đoạn nào con cảm thấy là khó khăn nhất với con ngày hôm nay? Những con không đoạn khó nhất của con là tô trong góc này. Tô màu ở giữa chỗ hai cái trái đúng không? Bởi vì là nó rất là khó đúng không con? Còn là gì Hà ơi? Dạ. Ngày hôm nay thì ê, em nghĩ nhỉ? Cái này có phải là cái biểu tượng định vị? Đúng rồi, cái biểu tượng định vị. Khi mà Yến lái xe á, là mình hay sử dụng cái này này. Dạ đúng không? Ồ. Nhưng mà Yến có thấy nó lạ không Yến? Lạ nha. Tại sao lạ? Rồi sau một cái buổi mà làm tượng thạch cao và tô tượng thạch cao thì không biết là cô Tường Vi có nhận xét gì về hai đội của chúng ta ngày hôm nay ạ? Theo như em thấy thì cả hai đội chúng ta hoàn thành rất là tốt và mỗi đội cũng đã có sản phẩm riêng của mình. Tuy nhiên thì về màu sắc thì em sẽ thiên về đội của Dị với lại anh hai hơn. Nhưng mà mọi người đừng có lo, là chúng ta hãy giữ cái vật phẩm này lại. Tiếp theo là ngày mai cô Vi sẽ có một cái thử sách rất là bí mật dành cho cả hai đội. Các con nghe thấy không ạ? Cô Tường Vi nói là cô Tường Vi sẽ mong muốn là các con sẽ giữ lại những cái đồ vật này, những cái món quà mà chính chúng ta đã tạo ra ngày hôm nay. Và ngày mai thì cô Tường Vi sẽ có những cái món quà riêng dành tặng cho các con, là dì Ngân Hà này, mẹ Ngọc Hà này đúng không? Và cũng dành tặng riêng cho quý vị khán giả. Chính vì vậy là quý vị khán giả hãy theo dõi chúng tôi vào ngày mai xem là món quà đặc biệt sẽ là cái gì nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. PS trà xanh mới. Tí ơi, đừng ăn thay nhé, nhiệt lắm đấy. PS trà xanh mới với tính chất trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên, giảm nhanh cảm giác cay nóng. Công thức 100% được kiểm chứng. PS với trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên mới.